Sao Thổ. Sao Thổ là hành tinh thứ 6 tính từ mặt trời và là hành tinh lớn thứ 2 sau sao Mộc. Sao Thổ được đặt tên theo tên vị thần Saturn, một vị thần trong thần thoại La Mã. Sao Thổ giống với sao Mộc ở chỗ đều là một hành tinh khí khổng lồ với bán kính trung bình gấp 9 lần bán kính của trái đất. Khối lượng của sao Thổ gấp 95 lần khối lượng của trái đất, nhưng thể tích lớn hơn trái đất đến 763 lần. Cấu trúc bên trong của sao Thổ có lẽ bao gồm một lõi sắt, niken và đá. Bao quanh là một lớp hydro kim loại dày. Một lớp trung gian ở giữa gồm hydro với heli lỏng và bầu khí quyển ở ngoài cùng. Hành tinh có màu vàng nhạt do các tinh thể ammoniac trong thượng tầng khí quyển. Dòng điện bên trong lớp hydro kim loại tạo nên từ trường trên sao Thổ, nhưng hơi yếu hơn so với từ trường của trái đất. Do tốc độ tự quay nhanh khiến cho hành tinh có hình cầu dẹt, tại xích đạo thì phình ra, còn ở hai vùng cực thì bị dẹt lại. Lớp khí quyển trên cùng chứa nhiều hydro và heli, có màu đồng nhất và hiện lên dường như yên ả hơn so với bầu khí quyển hỗn loạn của sao Mộc. Mặc dù vậy, nó cũng có những cơn bão rất mạnh. Tốc độ gió ở đây có thể lên đến 1.800 km/h, nhanh hơn trên sao Mộc, nhưng vẫn chưa nhanh bằng tốc độ gió trên sao Hải Vương. Khoảng cách trung bình từ sao Thổ đến mặt trời là 1,4 tỷ km, với tốc độ quỹ đạo trung bình là 9,69 km/giây. Sao Thổ phải mất 10.759 ngày trái đất, tức khoảng 29 năm rưỡi mới đi hết một vòng quanh mặt trời. Sao Thổ tự quay một vòng mất 10 giờ 33 phút, vì vậy trên sao Thổ cũng có ngày rất ngắn, chỉ gần bằng nửa ngày trên trái đất. Sao Thổ là hành tinh có vành đai mở rộng nhất trong 8 hành tinh thuộc hệ mặt trời. Galileo được cho là người đầu tiên quan sát thấy vành đai này vào năm 1610, nhưng lúc bấy giờ ông không thể nhận rõ nó. Hơn 40 năm sau, Christian Huygens là người đầu tiên mô tả rằng vật thể này là vành đai. Vành đai này mở rộng từ 6.630 km đến 120.700 km bên trên xích đạo của sao Thổ, với độ dày trung bình là 20 m, chứa tới 93% là băng nước, một ít tholin và 7% là carbon vô định hình. Những vật chất trong vành đai có kích thước từ những hạt bụi nhỏ cho tới những tảng băng lớn đến 10 m. Những hành tinh khí khổng lồ khác cũng có hệ thống vành đai, nhưng vành đai của sao Thổ là lớn nhất và nhìn rõ nhất. Có hai giả thuyết về nguồn gốc hình thành nên vành đai này. Giả thuyết thứ nhất, nó là những phần còn lại của một vệ tinh tự nhiên của sao Thổ đã bị phá hủy. Giả thuyết thứ hai, đó là những vật liệu còn lại từ tinh vân lúc hình thành nên hệ mặt trời còn sót lại sau khi sao Thổ hình thành. Một số băng nước được hình thành trong vành đai xuất phát từ những mạch phun của vệ tinh Enceladus. Trong quá khứ, các nhà thiên văn nghĩ rằng những vành đai này hình thành cùng với hành tinh hàng tỷ năm trước. Nhưng gần đây, người ta đã xác định được tuổi của những vành đai này chỉ khoảng vài trăm triệu năm. Cho tới nay, các nhà khoa học đã xác định được sao Thổ có ít nhất 82 vệ tinh, 53 trong số đó đã được đặt tên. Hiện nay, sao Thổ cũng là hành tinh có nhiều vệ tinh nhất trong hệ mặt trời. Titan là vệ tinh được phát hiện đầu tiên của sao Thổ vào năm 1655 và là vệ tinh lớn nhất của sao Thổ. Thậm chí, nó có kích thước lớn hơn cả hành tinh nhỏ nhất trong hệ mặt trời, đó là sao Thủy. Titan là vệ tinh duy nhất trong hệ mặt trời có bầu khí quyển dày. Trên đó cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của những hợp chất hữu cơ. Nó là vệ tinh duy nhất được biết có những hồ hydrocarbon. Vệ tinh lớn thứ hai của sao Thổ là Rhea, có thể cũng có một vành đai mờ quanh chính nó, cùng với một lớp khí quyển mỏng. Nhiều vệ tinh còn lại có kích thước rất nhỏ. Enceladus là vệ tinh được các nhà khoa học đặt ra giả thuyết có khả năng tồn tại những dạng sống vi sinh ở đây. Với một chiếc kính thiên văn cỡ nhỏ, bạn cũng có thể dễ dàng quan sát được sao Thổ với vành đai tuyệt đẹp của nó trên bầu trời đêm.